Ui dồi, gió to lắm. Lại một con diều mới. Đây các bạn nhìn này. Đấy, diều đuôi dài 70 phân. Con này thì mới làm xong. Hôm nay mình đem đi test thử cho các bạn xem này. Thử nhá. Thử quả đầu tiên nhá. Không biết là có lên được không. Khả năng lên là cao đấy. Tầm này thì vẫn chưa có gió lắm. Để mình gọi thêm em ra đây để thả cùng nhé. Một mình thì không thả đâu. Cầm dây này đánh đuôi. Ây da. Con diều này test thử thôi. Ôi lên ngay. Lên đẹp luôn các bạn ạ. Nhưng màu trắng này lên thì nó có nhìn nó vẫn bị có cái gì đấy nó không rõ lắm. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Bé tin hin luôn. Nhưng mà lên nghe ác phết đấy. Nặng vai phết đấy các bạn. Ấy. Gió lèo nó hơi lệch một tí thôi nhưng mà thôi cứ vẫn lên được là được. Ấy xuống. Ui. Thôi. Xong rồi. Xuống chưa? Thôi giờ đi nhặt diều rồi. Mình nhìn thấy dây rồi. Giờ đi tìm nữa. Tìm con diều đỏ. Rơi đâu rồi. May là lúc đấy là làm dây đỏ đấy các bạn ạ. Giờ đi tìm nó, không biết nó rơi ở đâu. Dây giờ đây, dây đây. Sẽ ra bên ruộng nhãn. Đây, dây đây. Bên ruộng nhãn. Bên kia. Đây, các bạn nhìn chưa? Dây này. Hành trình đi tìm diều. Đấy. Hành trình đi tìm diều. Lúc nãy là cũng thả. Cũng xa đấy chứ không phải là. Đây dây đây, vẫn thấy dây đây. Úi trời. Đây. Đây. Không biết nó rơi vào khu nào. Khả năng cao là tiếp theo đằng đầu kia. Đấy, vẫn thấy dây rồi. Nhớ biết dây đâu. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Đã tìm thấy nha các bạn nhé. Không có cái mảnh chai mình. À đây rồi. Cái này là cắt được, ok. Cái này cắt ngon. Ok. Đã tìm thấy con diều nha các bạn nhá. Tưởng mất con diều. Đấy các bạn nhìn chưa. Con trắng mili 70 phân. Ok, video này của mình tạm dừng tại đây thôi các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Và đừng quên để lại cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Đúng là đó, có mình có thêm động lực để làm các video tiếp theo cho các bạn. Ây chà. Ôi dồi ôi.